Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khảo em ơi. Hiện tại hơn 100 anh em đang xem kênh YouTube thì đừng quên cho Khảo một like chia sẻ cho anh em ơi. Và lần này thì hôm trước thì Khảo đã đập con ngựa lên cầm 1. Và ngày hôm nay tiếp tục với series đập ngựa tối phiến. Thì anh em cùng chờ xem nem phát này liệu có lên được cầm 2 của nha mọi người. Tại nguyên liệu Khảo đã chuẩn bị nè. Tối phiến 2, Khảo chuẩn bị nem phát luôn em ơi. Tam sức thật. Rồi, nem châm xương một lần đập. Ok. Giờ Khải sẽ vô động như này. Tối phiến cộng 2. Hình máu nè. Cấp 2 nè. Anh Cún ơi, hôm trước là bị lỗi vấn đề kia. Giờ đọc và đọc máu, chỉnh máu 1.000 nha anh. Anh chỉnh vô kia là xong đó nha. Nhớ chưa? Cái đó đã fix cái này chưa? Được, lần này thất bại rồi nè. À, tiếp tục. Cái trước cắn tiên thảo nổ của tiểu. Làm cắn lại. Tiểu nổ quá tiểu rồi. Quá tiểu còn, cái này cũng còn rồi. Rồi, nó nhảy thành cái nữa. Đây là quá tiểu rồi. Thiên sơn cắn rồi. Tiểu nổ lộ. Nhảy qua thành khác rồi, xả xuôi cái này. Đủ xả xuôi cái này. xả xuôi. Đủ là con lương nhìn đọc đẹp chưa? À, nhìn đọc nhìn ớn anh quá. Trời ơi, ba cấp. Áo nó không bằng áo anh Cuốn được. Anh Cuốn đẹp quá. Rồi. Tiếp tục anh em ơi. Phải rồi thất bại nè. Ép người cầm 2. Mới xịt lần 1 nè. Rồi. Mình sẽ nhảy thành liên tục, không đứng yên một chỗ. Bữa anh Cuốn đứng yên một chỗ à? Ừ. Rồi xịt rồi nhảy thành đi, out game ra. Đứng yên một chỗ không bị thua đâu. Này nhớ là máu 1.000 nha anh, đã fit ok rồi đó. Kích vào dòng máu 1.000 nha. Cho anh kích. Lần sau mà anh kích lộn dòng máu kia là gì 500 là adder không sửa được đâu nha. Tại vì hôm trước mình bị lỗi nên adder sửa. Đó. Thấy chưa? Thấy chưa? Anh thấy thằng tay của thằng em Khải chưa? Thấy chưa? Rồi, con gái còn học 3 không? Thấy chưa? Anh Cuốn đó. Đó, quá đẹp nè. Giờ em coi có cục bà không? Ba em có đâu. Ở đây, trời ơi, đưa cục ba đây. Làm luôn. 3, 4, 5 em có hết. Ngon. Được rồi, em lên 3 luôn. Đậu dân. Hay lắm anh em ơi. Rồi lên luôn em ơi. Hay lắm anh Cuốn. Có khi nào con người này em đập phát, vài phát nó lên em luôn, kháng cả 7 luôn á. Thành công. Cái đó là cục 3 bóng rồi ngon anh. Ừ. Anh mới đọc hai cái thôi, đâu tốn bao nhiêu tiền đâu. Hai cái. Đúng rồi. Đâu anh Cuốn đâu, anh Cuốn thương nam này. Đây, vẫn đứng ở chỗ đấy. Ủa, đứng ở đây. À, được. Có mấy chương 3 nữa, hết chương 3 đây. Em nghe thằng Năng nó bảo gì chứ. Nhà của anh này, gầm mấy đợt. Ờ, nhà anh này, chỗ bán ngựa á. Rồi. Lên, cầm 2 rồi anh ơi. Dạ, dịch. Phần tiêu chưa ấy. À phần tiêu lên trên kia đi, trên tâm phong đây đây. Em chưa đây, em đang mất độc ngựa. Rồi, bắt đầu đến cục 3 đây luôn đi. Cục 3 nha nè. Cùng 3 phát nha anh Cuốn ơi. Lên cục 3 có bác 4 tại phiến này. Ok. Bán 3 tiền một cái viên tại phiến đấy. Ờ 100 xu. Tối phiến thì 100 xu, 200 xu, 300 xu tùy loại á. À, cái kia là cái một thôi. Cái tinh nữa à? Đúng rồi. Cấp 1 thôi, từ cấp 2, cấp 3 đi nó bán lắm. Cấp 2, cấp 3. 1 phát à? Ờ, đâu, 3 cục thủy tinh nè, 500 xu và cục tối phiến anh. Nè, em đọc qua giờ lên cộng 2 nè. Anh Cuốn bữa trước anh đọc 20 lần không lên. Em đọc phát 1 lên cộng 2 luôn đó chứ. Rồi, em đi xả. Em đi xả xu rồi ngay. Đi xả xu rồi ngay. Mở đồ đó lên coi. Như mở đâu nào em, mở đâu nào ở đồ lại bắt lương á. À, mở đâu lại bắt lương thì phát đáng luôn. Ai đập con thứ 3, quên con khánh cả 3 này mà lên khánh cả 3 rồi, hay quá. Hay nhắc lên cả 2 rồi. Hình như 3 là tất cả 4 thôi. Một nhớ nha, lưu ý nha. Nhắc anh Cuốn nữa, có đập anh lưu ý này, 1.000 máu này. Cái đập xuống kia là nó trừ đấy. Rồi, giờ đập lên con 3 như này. Đó. Cái từ con 500 thì có phải kích vào 1.000 máu à?
Đâu, con 500 thì kích dòng trên anh. Con thường, con này con đặc biệt là phải kích một dòng đặc biệt 1.000 đó. Cộng 2 này. Một mình có một loại. Trời ơi, Không, lên ba luôn, trời vãi ơi, rồi. Trời ơi, anh cuốn tay chưa? Anh cuốn tay, em bàn tay em đỏ chưa? Đó, cái này mọi người này, em mà lên cỡ này là lên anh... cua bốn nào bốn nào đồ... trời ơi đồ tốn tiền cuốn giả mang luôn, khai đúng đúng đã rồi mà. Trời ơi, đưa đây, đưa gì bốn này, bốn năm nhìn lên. Đấy. Bốn này. Chỉ có 500 để ép đấy, còn 1.000 cần những cái gì? Rồi. Đây, cuốn, anh cuốn đèn sướng. Rồi, anh cuốn sướng rồi. Anh kiểu này luôn. Kiểu này là anh cuốn phải donate thằng em vài chục ca vàng bù lại những cái kia rồi. Rồi anh đập phát mẫu lên luôn rồi. Đây. Kiểu này là con người này anh cuốn cứ đỡ em sẽ gồng nó lên, ok chưa? Rồi, ba dừng bốn, ba dừng bốn, còn hai phát cuối anh ơi. Thấy chưa? Không, mình chọn anh thôi. Đây. Có đợi cô Vũ nữa nha. Trời ơi, ngon quá. Trời ơi, hay quá, hay quá, quá. Có đội bào sẵn thôi, có đội bào sẵn thôi. Rồi, đọc em sẽ di chuyển đại lý. Không, mấy tuấn này em cung cấp đó nha. Anh cuốn xịt tê lê. Anh kêu các em. Cộng 3 rồi, cộng 3 rồi, cộng 3 rồi. Cộng 3 rồi. Sao đóng không ai rồi cãi. Cộng 3 rồi anh, em lên cộng 3 rồi. Lớp phát 1 rồi. Đóng ai rồi. Hả? Sao anh? Bỏ tuần số thứ 4 nha. Nhà ba thế giới, nhà ba thế giới. Ồ. Giờ lên như cộng 4 vậy nè. Cộng 3 mà mới có thắng tất cả 3. Đúng rồi anh ơi. Nếu mà cộng 5 nó lại thắng tất cả 7. Đúng rồi. Không. Hay quá, hay quá, hay quá. Lên tiếp tục luôn em ơi. Lên cái này 4 nữa là ok luôn. Nó thắng tất cả 4 năm. Trời ơi, hay quá, hay quá. Hay lắm anh ơi. Mất cái gì nhỉ? Mất 2k dạng, 3 viên thủy tinh, 500 xu và cục tổ phiến anh. Trời ơi, hay lắm, hay lắm. Cộng 4 cái nữa nè, cộng 4 cái nữa nè. Nào bây giờ thì cơ hội lên khá nhiều rồi, không biết hai cục này có lên được không? Em nghĩ má cái lần này hơi căng á. Em... không lên bỏ được 2 không lên bỏ được, lên được 2 nhát là phèo quá. Không có 2 này, đã tốn bao nhiêu. Ok, ngon rồi, phát cuối em rồi. Ủa sao cục này, lần này nó lại không không mất tối phiến, ở đâu? Ồ, thế này, nó lại không mất cái cục. Để em báo lại cục được. Này nãy nằm dưới mà, lấy cục dưới. Ủa, đâu, xem lại lại, đâu có. À, à này lấy cục dưới. Ồ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ủa, cục dưới. Mà không mất. À, cục dưới này cũng ghê, bán lên. Ok, tưởng sao đụng, tưởng sao không mất tối phiến, hay nhỉ. Rồi. Thôi anh đưa cho 3 viên rồi. 3 viên hả? À, nhớ là em tưởng 1, em tưởng 2 viên. Ok anh em ơi. Nó nói chỉ chút nhưng trời ơi, lên cộng 3 rồi, ngon rồi. Sáng nó mới ngủ, tại 1 giờ chiều nó mới là. Ủa, cái kết mà bạn tiêu vô là cái này nhanh thôi. Cộng 4 anh em ơi, trời ơi. Ê, lộn lộn. Tối phiến này, nghìn máu này. Là nói gì? Cấp 4 này. Thế là bằng tiêu mà bóng xa. Mình cuốn thấy chưa? Chỉ còn hai cấp nữa thôi. Hai cấp nữa thôi anh em mình thành công. Đó. Hai cấp nữa thôi. Bốn cái nữa là mai. Bốn cái nữa là mai lên 5 luôn này. Thấy rồi, cũng gút mà bóp. Đâu. Xin anh ơi. Rồi ok, ok rồi đấy. Giữ dịch anh Lưu ơi. Giữ dịch anh cuốn này. Ờ. Ờ. Xịt. Nói chung đập 5 cái mà lên 2 cái là quá ngon rồi. Quá lợi, quá lợi. Đây. Cứ đủ nha, đủ nha anh cuốn này, đủ nha. Đủ nha. 1, 2, 3, thả nha. Rồi, ok vậy. Đúng hàng trên cuốn này. Phải nó ngủ chứ. Cái dòng mà để tập tập ngựa 500 là chỗ nào? Cuốn ơi, đi đâu ta? Mít ở miền sông. Ok, đúng hàng chưa, em trả lời này. Rồi, thành công em ơi, quá hay này. Quá ngơ luôn, rồi ok. Đọc người cho hoàng kim tôn giả nè anh. Rồi anh em xem video thì cho một like chia sẻ cho anh em ơi. Rồi chỉ còn anh cuốn cố gắng tìm em và muốn đập nữa không? Còn cục này anh, còn một cục này. Còn một viên nữa. Ừ, đập luôn. Đưa đây anh kích một phát rồi. Ok, đừng kích đi. Đỡ ghi hình tay. Đây, giao dịch. Núi em núi. Giao dịch. Núi đâu? Đây đây em đưa cho 2k dạng luôn nè. Mai đưa lại em sau. Đấy. Okay. Rồi. Đừng đọc thử lần 4 rồi em ơi. Trời ơi.
ngon quá. Giờ mình hết nhỏ. Bao giờ là hết nhỏ lên 4 sao? Ok, đập đi anh. Chờ đợi lên 4. Con nói lên 5 là nó sẽ có kháng tất cả 7 như con này nha anh. Cấp 5. Hiện tại chỉ còn 2 cấp nữa thôi. Thì có vòng sáng. Vòng sáng như kháng tất cả 7. Ai có viên nam thủy tinh đổi ra viên nam thủy tinh. Làm thủy tinh có luôn tương dương nam. Đó đây, đưa em viên nào cũng được, em lock cho. Đó. Làm thì tin. Anh em ví dụ mà anh em có ai có bán được. Làm thì tin đúng không? Anh cần làm thì tin đúng không? Rồi, đó là em viên nào cũng được. Như nào cũng được. Sao anh nghĩ ơi? Bán nguyên bảo thì chỉ có đặt hàng bên ngoài thôi anh ơi. Trong bang đa số toàn đi mua tiêu hết liền à. Tiêu nhanh lắm, bang em tiêu gơ lắm. Rồi anh cũng ra đây. Chờ. Nhưng mà anh nghĩa là xem nay thôi chứ đừng học em nhé. Học con người này là tiền ra đi nhiều lắm. Đâu, tại vì tính thì cũng tính học theo. Nhớ nha, nhớ kích dân 1000 nha. Rồi trong cái tài khoản. Hai. Nãy giờ anh đi nhà tao thấy ok chưa? Đúng rồi, năm phát thôi. Là nhiều phát sức. Tỷ lệ 20% anh em ơi. Phải rồi, khả lên 2 phát ngon quá. Quá đẹp. Chiến thành chưa? Chiến thành khác đây. Chiến thành khác rồi, quần quần gì à? Đâu, lên 2 cái liên tục luôn. Giờ đợi anh phát cuối nè. Phát thứ 6 à. Phát thứ 6 nè. Anh Hùng Dung bằng mặt nạ giống thằng Hoàng Kim Tôn Giả vậy. Rồi, vô con số 4. Vô con số 4. Giờ có ai bán bông tiêu không anh? Không, chưa Trần Quốc ơi. Bông tiêu chỉ có đua tốt mới có. Cái này mình phù, giờ mình đi kia đi lành. Hồi lát rồi mình lên lại. Bông tiêu không ai bán nữa nè. Lên không anh, lên không? Không để, chưa không để 500 xu. Quên rồi, nó 500 xu. Bây giờ phân thường nam liền luôn. Cái gì nhỉ? Thái ơi, con của anh là 500 máu, phải đập nó lên 1000 máu đã. Không, anh vẫn đập 500 như bình thường thôi, chứ đập lên 1000 chứ. Thế con của cún là 1000 mà. Con cún là con đặc biệt. Còn con anh là con thường thì chỉ có 500 máu, thì anh đập dòng 500 máu thôi là xong. Có chỗ nào bảo 500 máu đâu mà. Cái dòng bạch kim là trên dòng 1000 đó. Dòng thối phiến bạch kim đó anh. Không đỡ 500 máu nhưng mà nó là con ngựa 500 máu. Đó. Thối phiến bạch là nó là con 500 máu. Con ngựa này thôi, chỉ có mỗi cái con này là được đập một mình. Được đập dòng 1000 thôi. Còn anh là đập dòng trên 1000 đó. Rồi, để coi anh đập lên còn 4 không nè. Trời, con ngựa lên 3 này. Qua này khả đập cộng 1, cộng 2, cộng 3, 3 phát luôn, tay quá đỏ. Chớ thiệt, con ngựa này đập tốn tiền lắm nè, không phải đơn giản đâu. Hết nhỏ là thế. Đây hết nhỏ là đập 3 phát lên 3 phát luôn, sướng vãi đáy. Nào bảo tay nhỏ bước ra đây. Lần đâu. Còn gì đó, gì? Phải đập cho người ta. Thất bại. Thất bại à? Thất bại. Đập cho người ta, lên liền đập cho mình một ton. Nó cho mình là tôn. Đúng rồi, thành công 3 số nhớ. Ok anh em ạ. Ok, rước rồi, hôm nay cuộc chơi ngừng đó là ok. Cái này là được. Cứ gom anh, 4-5, ít nhất phải 5 phát như buổi em chỉ á. Cứ từ từ mà lạ. Rồi, ok anh em xem video cho Khá một like, ủng hộ chơi anh em ơi. Vừa rồi thì Khá đập ngựa lên được 2 phát liên tục, quá may mắn anh em ơi. Chứ đập ngựa tỷ lệ 20% thôi. Anh em nào thích video này thì đừng quên đỡ lại cho Khá một like, chia sẻ, ủng hộ chơi nha.